Ngày hội sách miền tri thức, dự án của nhóm F-Hope thuộc khoa khách sạn du lịch trường đại học FPT Đà Nẵng kết hợp cùng với câu lạc bộ F2K và nhà sách Kim Đồng. Miền tri thức là tên gọi của ngày hội sách đã được ấp ủ và phát triển bởi nhóm F-Hope thuộc khoa khách sạn du lịch trường đại học FPT Đà Nẵng. Dự án còn nhận được sự hỗ trợ nồng nhiệt đến từ câu lạc bộ F2K và nhà sách Kim Đồng. Từ đó tạo ra được sân chơi, nơi mọi người gặp gỡ, kết nối và trao đổi với nhau những cuốn sách hay. Ngoài ra, sự kiện còn là cầu nối giúp đỡ, chia sẻ yêu thương và lan tỏa sự ấm áp. Với những đóng góp của người tham gia trước và sau sự kiện, tất cả sẽ dành tặng cho các em ở làng trẻ SOS Đà Nẵng. Trong ngày diễn ra sự kiện 26 tháng 10 vừa qua, các bạn sinh viên FPT Đà Nẵng đã có cơ hội tham quan và mua sách tại gian hàng của nhà tài trợ sách Kim Đồng, cũng như tìm kiếm những quyển sách cũ mà mới tại gian hàng sách đã được tạo nên từ chính những cuốn sách mà các bạn sinh viên của chúng ta đã đóng góp cho chương trình. Bằng cách đóng góp những quyển sách của mình tại địa điểm nhận sách của ban tổ chức từ ngày 11 đến ngày 25 tháng 10, bạn sẽ nhận được những cuốn sách có giá trị tương đương được trưng bày ở hàng sách cũ vào ngày diễn ra sự kiện 26 tháng 10. Bên cạnh đó, sự kiện cùng mang đến các trò chơi thú vị giúp làm tăng trải nghiệm cho người tham gia khi hòa mình vào ngày hội sách đặc biệt này. Với tiêu chí truyền cảm hứng tích cực, lan tỏa những hoạt động giá trị tới cộng đồng thông qua dự án do học sinh sinh viên FPT tham gia thực hiện, chuyên mục Fest Open Heart do Ban Công tác Học đường Tổ chức Giáo dục FPT sẽ lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến tất cả học sinh sinh viên và mọi người về những hành động đẹp, tấm gương đẹp, dự án đẹp trong cộng đồng. Hãy mở trái tim mình với sự giản dị, gần gũi để chúng tôi tham gia và lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Hãy chia sẻ đến Fest Open Heart những câu chuyện đáng quý về giá trị về học sinh sinh viên FPT có hành động đẹp, đang không ngừng truyền cảm hứng sống tích cực cho cuộc đời về Facebook FPT Edu Experience Bay Fest Open Heart. Phát sóng lúc 21 giờ thứ năm hàng tuần trên FPT Edu Experience Day.